Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DeFi Discussion và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những thông tin, những góc nhìn liên quan đến thị trường DeFi. Tuần vừa rồi thì mình tin chắc là nhiều anh em cũng đang rất là phấn khởi, rất là hào hứng với những cái thông tin liên quan đến Airdrop Retroactive của rất là nhiều những cái dự án. Thì cũng hy vọng là những anh em nào đã kiên trì đồng hành cùng với các dự án xuyên suốt cái khoảng thời gian rất là thử thách trong 1-2 năm đổ lại đây, thì hy vọng là anh em sẽ có những cái kết quả cũng như là những cái phần thưởng nó gọi là khích lệ trong cái tuần vừa rồi, một cái tuần mà mình nghĩ là cũng rất là sôi động với rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến Airdrop. Có thể kể đến các cái dự án như là Celestia, Peach Network hay là Jupiter. Đây là những cái tên mà mình tin là những cái thông tin liên quan đến Airdrop của họ trong thời gian tới thì cũng sẽ phần nào đó khuấy động cái không khí của thị trường. Thì đó là câu chuyện của những cái dự án đã công bố Airdrop. Tuy nhiên tuần này chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề mà có thể coi là nó chưa xảy ra, có thể coi là nó chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại, và nó vẫn đang ở định dạng là những cái thảo luận, những cái kế hoạch, những cái mô phỏng thôi. Thì chủ đề của tuần này chúng ta sẽ nói về các cái đề xuất của các cái tổ chức quản trị DAO. Và mình tin là những cái thông tin liên quan đến các cái đề xuất này sẽ có những cái tác động, những cái ảnh hưởng rất là đáng kể trong tương lai, không chỉ riêng cho bản thân các cái dự án mà cho cả các cái hệ sinh thái DeFi nói chung ha. Rồi thì cái tên đầu tiên mà mình muốn đề cập trong cái tập podcast lần này đó là Arbitrum. Thì nếu như mà anh em theo dõi cái quản trị cũng như là những cái thảo luận trên các cái nền tảng của Arbitrum thì cũng biết là họ vừa triển khai cái biểu quyết liên quan đến việc phân bổ phần thưởng staking cho người dùng khóa cái token ARB lại. Thì ở thời điểm mình thu cái podcast này, cái kết quả của cái cuộc biểu quyết này nó vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên là cái tỷ lệ nó thiên khá là nhiều về cái lựa chọn là sẽ thông qua, và với một cái tỷ trọng phân bổ nó khá là lớn. Thì vì sao mà cá nhân mình chú ý đến cái đề xuất này? Đó là bởi vì chúng ta thấy là hầu hết các cái layer 2 ở thời điểm hiện tại thì họ sẽ vận hành mạng lưới với các cái sequencer một cách nó khá là cục bộ, và sẽ không có một cái cơ chế nó quản trị gọi là mở ra cho cộng đồng khá là nhiều. Thì cái việc mà Arbitrum họ triển khai cái giải pháp staking, đồng thời họ phân bổ cái phần thưởng lại cho những người khóa cái token ARB lại để tạo thêm cái động lực, thì mình tin là cái này nó sẽ trở thành một cái xu hướng khiến những cái layer 2 khác họ cũng sẽ phải cân nhắc. Thì trước đó nếu như mà anh em nào theo dõi một cái layer 2 khác là cái Metis thì cũng biết là họ đã có cái động thái dịch chuyển cái khâu data availability về layer 1 của Ethereum. Thì song song đó thì họ cũng sẽ triển khai những cái hình thức nó staking trên cái mạng lưới layer 2 này. Thì đây là chúng ta có thể thấy là nó mon men một cái xu hướng là các cái layer 2 họ sẽ bắt đầu triển khai cái cơ chế staking để giúp phần nào đó là quản trị cái mạng lưới và giúp gọi là phân bổ lại cái động lực nắm giữ token cho người dùng. Thì đây là một trong những cái chi tiết mà mình thấy được và lý do tại sao mà mình quan tâm đến cái đề xuất là Arbitrum staking này. Rồi thì nói sơ một xíu về cái đề xuất này thì chúng ta có thể biết là cách đây khoảng vài tháng thì Arbitrum họ cũng đã thu hồi xấp xỉ là 70 triệu token từ cái đợt airdrop khá là lớn trong năm ngoái. Thì rất là nhiều những cái ví người dùng thì họ không có claim được cái token này đúng hạn, thì bây giờ 70 triệu token này nó đã được thu hồi về trong cái quỹ treasury của Arbitrum. Và từ đó họ cũng sẽ có một cái có thể coi là một cái nguồn tiền để có thể phân bổ lại cái phần thưởng này cho những cái người tham gia khóa cái token ARB và mạng lưới. Nếu như mà đảo qua những cái chi tiết, những cái giả định ở trong cái đề xuất này thì anh em có thể thấy là
cái APR nó cũng khá là cao, dao động từ khoảng 20-30%, tùy vào cái lựa chọn mà tổ chức DAO này thông qua, cái tổng lượng token phân bổ lại mà tổ chức DAO này thông qua, và cũng tùy thuộc vào cái tỷ trọng phần trăm token nó được stake vào trong cái mạng lưới này, thì nó xấp xỉ thôi, mình cũng ước chừng thôi là đâu đó tầm khoảng 20-30%. Với các cái lựa chọn thì nếu mà muốn biết cụ thể từng cái lựa chọn nó có cái tỷ trọng là bao nhiêu thì anh em chắc là sẽ cần phải vào trực tiếp cái bài đăng, cái blog của đề xuất này để biết được cái lãi suất staking chi tiết trong các cái trường hợp. Rồi thì cái đề xuất này sẽ có cái ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta biết là phần lớn các cái yield bearing token của hệ sinh thái Arbitrum thì nó đang ảnh hưởng khá là nhiều, không chỉ riêng của Arbitrum, của các cái hệ sinh thái khác, ví dụ như là Ethereum chẳng hạn, thì các cái yield bearing token nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều về mặt peg, tức là nó bị lệch peg khá là nhiều. Đó là lý do mà mình nghĩ là cái dòng tiền từ cái ARB staking này nó sẽ đóng một cái vai trò rất là lớn, tức là nó sẽ có một cái dòng tiền đổ về cho các cái yield bearing token này, thì nó từ đó nó sẽ ổn định được cái discount cash flow, tức là cái dòng tiền được chiết khấu về, và từ đó nó sẽ giúp kéo được cái peg cho các cái yield bearing token. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên, cái ảnh hưởng đầu tiên mà mình nghĩ là cái đề xuất này nó có thể tác động đến cái hệ sinh thái của Arbitrum nói riêng ha. Rồi thì cái ảnh hưởng thứ hai mà mình hiện tại cũng chưa có một cái kết luận nào cả, nó liên quan đến cái tỷ trọng APR hồi nãy, cái lãi suất APR hồi nãy. Thì chúng ta biết là cái phân bổ nó cũng khá là cao, xấp xỉ là khoảng 20-30%, thì đồng nghĩa với việc là một cái lượng token ARB nó sẽ được phát thải ra thị trường. Song song đó thì nếu như mà anh em nào theo dõi sát sao hệ sinh thái Arbitrum thì cũng biết là họ cũng có một cái chương trình gọi là STIP, thì đây là cái chương trình mà khuyến khích, có thể gọi là grant, gọi là trao cái phần thưởng ARB cho các dự án để khuyến khích họ xây dựng các cái dự án và xây dựng hệ sinh thái. Thì đây đồng thời cũng là một cái áp lực về mặt gọi là phát thải token ra cho cái hệ sinh thái. Thì cái này là một cái ảnh hưởng mà mình không có đưa ra bất cứ kết luận gì, bởi vì chúng ta cũng biết là nhiều khi nó phát thải thì nó cũng không phải là xấu, bởi vì nó là khuyến khích người dùng tham gia họ vận hành cái mạng lưới, tham gia sử dụng cái mạng lưới, tham gia xây dựng cái hệ sinh thái, thì nó có thể nó sẽ tác động ngược lại, tức là nó có những cái tác động tích cực, chứ không hẳn là chúng ta biết là nếu như mà nó phát thải ra thị trường thì thường nó sẽ gây ra lạm phát, thì nó sẽ gây ra tác động tiêu cực. Thì cái này là chúng ta hiện tại cá nhân mình chưa có bất cứ kết luận gì liên quan đến cái tác động về khía cạnh phát thải token của cái đề xuất staking ARP. Rồi, đó là cái câu chuyện liên quan đến cái đề xuất staking ARP. Thì cái đề xuất này nó sẽ có kết quả vào ngày 6 tháng 11. Thì có thể anh em sẽ cần theo dõi để biết được là cái ảnh hưởng của nó lên hệ sinh thái này là như thế nào ha. Rồi, cái đề xuất tiếp theo mà mình cũng rất là quan tâm trong thời gian gần đây, đó là cái đề xuất đẩy lãi suất của token GHO, lãi suất vay stablecoin GHO từ 3 lên 4,72%. Thì 4,72% này là một cái ngưỡng dành cho những ai không có stake cái token AV vào mạng lưới. Thì những ai stake cái token AV vào mạng lưới thì sẽ được giảm cái lãi suất vay đâu đó về khoảng 3,31%. Thì đây là một cái động thái mà mình cho là nó hơi chữa cháy của đội ngũ AV, bởi vì chúng ta biết là stablecoin GHO thì nó bị peg khoảng thời gian cũng khá là lâu. Việc đẩy cái lãi suất này lên thì nó sẽ tạo một cái động lực để kéo cái stablecoin này về cái mức neo giá là 1 USD. Tuy nhiên về cái khía cạnh ngược lại thì nó lại là một cái áp lực nợ lên những người mà đang mint cái token GHO này. Những người đang vay thế chấp tài sản và vay dưới dạng là mint cái GHO này ra, thì đây sẽ là một cái tác động mà anh em cần chú ý trong thời gian tới. Về mặt cái đề xuất này thì dự án họ cũng cho biết là các cái tài sản thế chấp cho GHO thì phần lớn là nó đã thuộc dạng gọi là yield bearing token rồi, tức là nó đã có đính kèm lãi rồi, và từ đó là nó sẽ đâu đó giảm thiểu cái chi phí đi vay của người dùng, vì họ
đem cái tài sản thế chấp này vào AV và vay ra bằng GHO thì cái yield mà tài sản thế chấp của họ thu về thì đâu đó nó đã bù trừ đi cái lãi vay dưới dạng GHO. Thì đây là cái lý do tại sao mà dự án họ đã đi đến cái quyết định đẩy cái lãi suất này lên mức 4,72%. Để tham chiếu một xíu thì anh em biết là cái 4,72% này nó vẫn rất thấp so với cái mức 5% của DAI, là cái mức lãi gọi là mức deposit APR, tức là cái mức lãi tiền gửi. Nếu như mà người dùng stake DAI vào trong cái hợp đồng DSA thì 4,72% của GHO thì nó vẫn thấp hơn cái ngưỡng 5% hiện tại của SDAI. Cá nhân mình cho rằng cái bước đẩy lãi suất này lên thì nó sẽ chỉ giải quyết phần nào CAPEX cho GHO thôi. Trong khi đó thì cái động lực để người dùng hold những cái stablecoin khác như là DAI chẳng hạn thì nó vẫn là cao hơn, bởi vì cái mức lãi deposit của họ thậm chí là nó vẫn còn cao hơn cả cái mức lãi vay của GHO ở thời điểm hiện tại. Thì đó là một cái so sánh nho nhỏ để anh em có thể hình dung được cái tác động của cái đề xuất này. Rồi thì chúng ta đang nói về tác động thì bây giờ thì chúng ta sẽ phải nói một xíu đến cái lý do vì sao mà anh em cần quan tâm đến cái câu chuyện lãi suất của GHO, mặc dù cái stablecoin này cái market cap của nó vẫn còn khá là thấp. Thì chúng ta biết là ở thời điểm hiện tại các cái stablecoin phi tập trung á, họ đang neo với nhau bằng rất là nhiều các cái phương thức và nó rất là phức tạp. Do đó là một cái động thái của một stablecoin thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến những cái dự án khác, ảnh hưởng đến cái cách tiếp cận của các cái stablecoin khác. Bên cạnh đó, chúng ta biết là cái stablecoin phi tập trung này hiện tại nó đang gặp một cái vấn đề là nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái nguồn yield từ reward asset. Thì chúng ta muốn phi tập trung cái rủi ro này ra nhiều nhất có thể. Tất nhiên reward asset nếu như nó thực sự kéo được cái dòng tiền từ thế giới thực vào, từ traditional finance, từ tài chính truyền thống vào DeFi thì nó là một cái khía cạnh khá là tốt. Tuy nhiên cần phải thú nhận rằng sẽ có những cái rủi ro đính kèm với cái hình thức kéo yield từ thị trường tài chính truyền thống như vậy. Cho nên là cá nhân mình tin rằng là chúng ta cần phải có nhiều những cái stablecoin phi tập trung nhiều hơn để từ đó giảm thiểu những cái tác động, những cái rủi ro nó quá là cục bộ trong cái bối cảnh là reward asset stablecoin nó đang khá là thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Một cái chi tiết nữa mà mình cũng có từng đề cập trong một cái bài viết liên quan đến gọi là thế lưỡng nan, một cái bài toán rất là nan giải của các cái stablecoin phi tập trung, đó là các cái stablecoin đó thường nó sẽ có những cái lợi thế ở thời điểm ban đầu, và khi mà họ có những cái lợi thế về thanh khoản ở thời điểm ban đầu thì họ lăn cầu tuyết nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta biết là stablecoin thường nó sẽ cần cái lượng volume rất là lớn để duy trì cái peg, và càng có nhiều người swap, càng có nhiều người giao dịch với cái stablecoin đó thì cái nguồn cung nó sẽ càng nở rộng ra và từ đó họ có thể lăn cầu tuyết, từ đó là họ có thể capture được một cái market share, một cái thị phần nó rất là lớn. Cho nên là với mình, với cái góc nhìn của một retail investor thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào nhiều cái giải pháp stablecoin hơn nữa, thay vì việc chúng ta phải phụ thuộc khá là nhiều vào một cái stablecoin duy nhất. Rồi, đó là cái câu chuyện về lãi suất của GHO, một cái stablecoin mà họ hỗ trợ thế chấp bằng các cái liquid staking token để mint ra stablecoin. Thì sẵn tiện mà chúng ta đang nói về cái liquid staking thì mình cũng muốn đề cập luôn một cái đề xuất mới của Lido Finance. Thì cái đề xuất này họ sẽ gọi là triển khai một cái early stage, tức là một cái giai đoạn đầu để thử nghiệm cái distributed validator technology. Thì anh em có thể hình dung cái công nghệ này nó sẽ phi tập trung các cái đơn vị validator ra quản lý theo từng cụm, và từ đó là giảm thiểu cái khả năng về mặt gọi là inactive, tức là nó không hoạt động, dẫn đến việc là có thể bị slashing, bị phạt phần thưởng chẳng hạn. Thì đây là cái thử nghiệm liên quan đến DVT. Thì Lido Finance họ cũng đã có cái đề xuất trên cái cộng đồng của mình. Thì cái đề xuất này thì nó sẽ hợp tác với hai cái đơn vị triển khai DVT cũng rất là tiềm năng, đó là Obon và SSV Network. Vì cái thử nghiệm này nó chỉ diễn ra ở những cái giai đoạn đầu, cho nên là Lido họ đề xuất là giữ cái mức phân bổ khoảng 0,5% cho cái hình thức thử nghiệm này. Thì 0,5% là một cái con số mà mình nghĩ là nó khá là thấp.
để có thể đảm bảo được an toàn với cái hình thức Distributed Validator Technology. Thì đây là một cái thử nghiệm mà mình tin là nó sẽ không chỉ gọi là giảm thiểu những cái lo ngại liên quan đến Lido mà cộng đồng đang thảo luận rất là xôn xao thời gian gần đây, mà nó còn có thể mở ra một cái nhánh thị trường mới, có thể coi là một cái ngách thị trường cũng đầy tiềm năng liên quan đến công nghệ staking phi tập trung, đó là cái Distributed Validator ha. Rồi thì cái đề xuất này họ cũng đề cập khá là nhiều đến cái việc làm sao để quản trị rủi ro, thì chắc là anh em sẽ cần phải vào cái bài đăng hoặc là vào cái biểu quyết của họ trên Snapshot để có thể theo dõi được chi tiết cụ thể những cái rủi ro nó là như thế nào. Về cái mức phí chia thì nó cũng khá là quen thuộc với Lido, đó là chia 2% cho quỹ Treasury và 8% cho các cái đơn vị DVT và node operator. Thì từ đó nó sẽ vừa tạo thêm cái nguồn thu cho Treasury của Lido mà nó còn có thể tạo thêm cái dòng doanh thu cho các cái đơn vị vận hành DVT. Thì đó là cái đề xuất mới nhất của Lido. Mình nghĩ là ở cái thời điểm mà cái podcast này lên sóng thì cái kết quả của cái đề xuất này nó cũng sẽ được chốt, và hiện tại thì nó đang lật khá là nhiều đến cái việc là ủng hộ và cái nguồn tin sử dụng cho cái thử nghiệm này thì nó đến từ bản thân cái quỹ của Lido ha. Rồi thì cái đề xuất này mình nghĩ là nó sẽ sớm được thông qua trong thời gian tới. Rồi thì chúng ta đã vừa điểm qua ba cái đề xuất của các cái đơn vị DAO quản trị, gồm Arbitrum, AV và Lido. Thì mình tin là các cái đề xuất này, các cái dự án nó cũng gọi là khá là điển hình, nó cũng đóng một cái vai trò khá là lớn trong cái hệ sinh thái DeFi nói chung, và mình tin là những cái thay đổi, những cái thảo luận của bản thân các cái dự án này thì nó sẽ có những cái tác động khá là lớn trong thời gian tới, không chỉ riêng về mặt xu hướng phát triển sản phẩm mà nó còn ảnh hưởng đến cái câu chuyện là dòng tiền. Hy vọng là cái tập DeFi Discussion tuần này đâu đó mang lại cho anh em những cái thông tin hữu ích, cũng như là gợi mở những cái từ khóa, những cái khái niệm mới để anh em có thể bắt đầu một tuần mới tìm tòi và có thể đồng hành cùng với thị trường trong cái đoạn đường sắp tới ha. Và mình tin rằng là cái chặng đường phía trước nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta, những người tham gia thị trường DeFi, một cái mạng thị trường nó vẫn còn đang khá là mới mẻ và nó vẫn đang phát triển hàng ngày. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau ở tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, cảm ơn anh em.